Lúc đầu, chùa được xây dựng bằng tre lá đơn sơ. Năm 1970, dân làng cung thỉnh Đại Đức Thích Quảng Phước về làm trụ trì và đặt tên chùa là Quảng Đức. Sau đó trải qua nhiều đời trụ trì khác nhau. Đến năm 1987, khi lên làm trụ trì, Thượng tọa Thích Thanh Châu nhiều lần cho trùng tu, mở rộng khiến chùa có dáng vẻ khang trang và bề thế như ngày nay. Lần trùng tu thứ nhất là được tiến hành vào năm 1988. Mục đích của lần trùng tu này là xây dựng cổng tam quan mang phong cách Huế, với việc đắp nổi các họa tiết rồng, phụng trên mái cổng. Lần trùng tu thứ hai diễn ra vào năm 2001. Mục đích của lần này là xây dựng chánh điện 2 tầng và bảo tháp cao 10m mang phong cách hiện đại. Sau hai lần trùng tu, kiến trúc hiện tại của chùa Quảng Đức là sự kết hợp hài hòa giữa lối kiến trúc cổ điển của chùa Triền Huế và phong cách kiến trúc hiện đại. Nhờ vậy Quảng Đức tự vừa khang trang bề thế lại vừa uy nghiêm và thanh thoát. Ngoài công việc phụng sự và phát huy Phật Pháp, chùa Quảng Đức còn là nơi rất tích cực trong công tác từ thiện xã hội do chính quyền địa phương phát động. Hàng năm chùa tổ chức lễ vào các ngày Vu Lan, rằm tháng Giêng, rằm tháng 10. Từ năm 1994 đến nay chùa Quảng Đức là điểm an cư kết hạ dành cho chư Tăng và là nơi đặt văn phòng ban đại diện Phật giáo quận 12. Chùa có kiến trúc đẹp, cổ kính trên khuôn viên chùa rộng rãi thanh tịnh. Ngoài công việc phụng sự và phát huy Phật Pháp, chùa Quảng Đức còn là nơi rất tích cực trong công tác từ thiện xã hội do chính quyền địa phương phát động. Hàng năm chùa tổ chức lễ vào các ngày Vu Lan, rằm tháng Giêng, rằm tháng 10. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!